Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore và quán triệt định hướng mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên toàn tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc tham dự hội nghị. Buổi sáng, hội nghị được nghe báo cáo các chuyên đề về những giải pháp, cách làm của đất nước Singapore trong phủ xanh đường phố, đô thị, xây dựng thành phố trong thiên nhiên nhằm mang đến cho người dân một cuộc sống chất lượng ngày càng cao. Singapore đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu đạt 200 hectare cây xanh vào năm 2030 bằng cách tối ưu hóa không gian đô thị như phủ xanh nhà cao tầng, tạo không gian giải trí mới cho cộng đồng, tạo sân chơi dưới cầu vượt tích hợp với công viên cộng đồng nhiều tiện ích, xanh hóa cơ sở hạ tầng công cộng. Singapore đã thực hiện chương trình hành trình xanh phủ xanh này được 60 năm rồi. Và đây là cái năm mà chúng tôi mà kỷ niệm 60 năm cái ngày khởi đầu cái chính sách này của chúng tôi. Và tưởng như ngày đầu thì chúng tôi chỉ là những cái tán cây bình thường để cho người dân có bóng mát để che. Theo thời gian chúng tôi có những chương trình để mà mời gọi nâng cao kiến thức của cộng đồng. Về chung tay thì chúng tôi cùng với cộng đồng với người dân cùng nhau thích nghi và đối phó với những cái thách thức mà chúng ta gặp phải trong cái hành trình phủ xanh này của nước chúng tôi. Tương tự như cách làm của Singapore, tỉnh Bình Dương cũng đang xây dựng hệ thống môi trường bền vững theo lộ trình Net Zero của chính phủ. Mục đích, ý nghĩa và các hành động giải pháp cụ thể để hiện thực hóa chiến lược Bình Dương xanh được thông tin tại hội nghị. Tôi đánh giá cao chiến lược phủ xanh đô thị của tỉnh Bình Dương. Từ chính quyền đến người dân đều thể hiện tinh thần yêu cây xanh, bảo vệ môi trường. Tôi đã nhiều lần đến Bình Dương, mà mỗi lần đến tôi đều ấn tượng về sự đột phá, mở rộng mảng xanh của tỉnh. Một chiến lược đúng hướng cộng với sự chung sức đồng lòng, tôi tin thời gian tới các bạn cũng sẽ thành công phủ xanh Bình Dương, xây dựng một thành phố trong thiên nhiên. Buổi chiều, hội nghị được nghe báo cáo về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị gắn với xây dựng thành phố xanh, thành phố không rác của phường Hòa Phú và thành phố Thủ Dầu Một. Ngoài ra, các đại biểu được quán triệt chỉ thị 16 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện đề án 02 của tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh và hành trình phát triển cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương với 7 giải pháp trọng tâm cần thực hiện. Chúng tôi tiếp thu 7 giải pháp mà đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã triển khai trong hội nghị hôm nay và sẽ rà soát lại cái đề án của thành phố mình. Cũng như là phân công nhiệm vụ các cái cơ quan ban ngành đoàn thể để tham mưu cụ thể vào từng cái giải pháp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, yếu tố quan trọng nhất để thực hiện thành công đề án 02 là ý thức tự giác của tất cả giai tầng trong xã hội, từ cán bộ đảng viên đến mỗi người dân gắn với chế tài, kỷ cương, quy tắc. Mong rằng các địa phương sẽ nghiêm túc triển khai chỉ thị 16 để lan tỏa sự đồng thuận trong toàn đảng bộ, cùng nhau xây dựng một Bình Dương không rác, sạch, xanh.